đến thành phố Bruxelles, thủ đô của Vương quốc Bỉ, vào một ngày cuối năm 2018. Sau khi đã tham quan công trình Atomium và chạy xe một vòng để tham quan đường phố ở Bruxelles, thì chúng tôi tìm nơi đậu xe và đi bộ đến khu quảng trường chính của thành phố Bruxelles. Nơi này được gọi là Grand Place. Đó là một khu quảng trường ở ngay giữa trung tâm của thủ đô Bruxelles, một cái nơi nổi tiếng mà những du khách đến từ các nơi trên thế giới mỗi khi đến thăm thành phố Bruxelles đều phải ghé thăm nơi đây. Ở tại cái địa điểm này, chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều tòa nhà cổ kính được xây dựng từ những ngôi nhà cổ, những cái dinh thự cổ rất đẹp. Ví dụ như đây là tòa thị chính Bruxelles, người ta vẫn thường gọi nó với cái tên là Bruxelles City Hall. Ngoài ra nữa, đây còn có những cái dinh thự, những cái tòa nhà mà trước kia thì nó thuộc về những cái nghiệp đoàn nghề nghiệp ở Bruxelles, mà còn bây giờ thì nó đã thay đổi công năng, nó đã trở thành những cái nhà hàng, những cái khách sạn hoặc là những cái viện bảo tàng. Một cái điểm đặc biệt mà các bạn có thể nhìn thấy đó là ở một số cái dinh thự, trên những cái hoa văn, trên một số các cái tượng hoặc là trên một số các cái mái nhà, mái vòm, người ta mạ vàng rất đẹp. Như đây, ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1698. Và cái chữ viết trên mái nhà đó là Maison du Pozzo, có nghĩa là nhà làm bia. Tức là trước khi nó thuộc về nghiệp đoàn sản xuất bia ở Bruxelles. Và các bạn cũng biết là bia Bỉ là ngon, nổi tiếng thế giới. Ngôi nhà này lại được xây dựng vào năm 1702. Chúng ta thấy một số các bức tượng, một hoa, một số các phù điêu mạ vàng. Lại đây là mình lại là một bức phù điêu mạ vàng. Đối diện với lại tòa thị chính của thành phố Bruxelles là viện bảo tàng của thành phố. Ngôi nhà này có tên là Maison du Roi, tức là nhà của vua. Nhưng thực ra trước kia nó là một cái xưởng làm bánh. Còn bây giờ thì nó là viện bảo tàng của thành phố. Ở địa điểm này á, hàng ngày thu hút cả hàng ngàn du khách đến để mà tham quan, đặc biệt vào những ngày nghỉ cuối năm như ngày chúng tôi đến đây á, thì số lượng khách còn đông kinh khủng. Đây là một cái tòa nhà thuộc về cái ngày xưa nó là một cái xưởng sản xuất tơ lụa đó. Đây chính là viện bảo tàng của thành phố. Tòa nhà được mang tên là Maison du Roi.
Ở tại cái quảng trường này chúng ta bắt gặp một số các cái xe ngựa. Cái xe ngựa này nó mang dáng dấp của những cái xe ngựa xưa có thời Trung Cổ. Và những cái xe ngựa này chính là những cái xe hoạt động dịch vụ du lịch. Và nếu các bạn muốn tham quan cái thành phố cổ của Phố Sale thì các bạn có thể thuê xe ngựa này với giá là 50 euro cho một cái chuyến đi dài 20 phút qua các đường phố cổ của Phố Sale. Cái xe ngựa trông rất cổ kính và những người đánh xe cũng ăn mặc theo kiểu cổ điển. €50 cho một chuyến đi quanh thành phố 20 phút thì khá là một chuyến đi cũng khá thú vị. Khi chúng tôi đến đây thì ngày Noel mới vừa qua, trong khi đó ngày Tết Dương lịch thì lại chưa đến, cho nên ở đây không khí ở đây cũng còn rất là có rất nhiều máng cỏ trang trí cho cái lễ Noel. Bây giờ thì chúng tôi đi thăm một cái khu trưng bày, một cái khu buôn bán sầm uất ở gần cái khu vực quảng trường thành phố này. Khu này gọi là Galerie Rosenhuber, nơi mà chúng ta có thể mua sắm hàng hóa, quà lưu niệm hoặc là có thể uống cà phê, mua sô cô la. Và các bạn có biết không, sô cô la của Bỉ là ngon nổi tiếng thế giới đó. Có rất đông du khách ở khu vực này, du khách chen chân mình nhau mà đi trên cái đường phố này. Và bây giờ thì chúng tôi về tìm đường về thăm cái ngôi giáo đường, nhà thờ chính tòa của thành phố Phố Sale. Ngôi giáo đường này có tên là nhà thờ Saint Michel and Saint Gudula. Đây là nhà thờ chính tòa của thành phố và nơi đây được tổ chức những sự kiện quan trọng của Thiên Chúa giáo. Và ở trước nơi đây cũng có bức tượng của nhà vua Baduin, một vị vua lên ngôi năm 1951 và mất năm 1993. Ở cái ngôi thánh đường này thì hoàng gia Bỉ thường tổ chức những cái sự kiện lớn, giống như là tổ chức các đám cưới hoàng gia tại cái nhà thờ này. Ở Phố Sale cũng có rất nhiều nhà thờ cổ, nhưng mà chúng tôi chỉ có điều kiện đi thăm một cái nhà thờ duy nhất này. Ngôi nhà thờ cổ nhỏ bé nhưng rất là đẹp. Cũng giống như những nhà thờ khác ở châu Âu, ở ngôi thánh đường này chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái bức tranh bằng kính mô tả cuộc đời của Chúa Giêsu rất là đẹp. Mời các bạn cùng chúng tôi tiếp tục đi thăm viếng ngôi thánh đường này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
dõi video của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn. Các bạn có thể là subscribe, đăng ký kênh, hoặc là share, hoặc là like, hoặc là comment video của chúng tôi nếu các bạn yêu thích. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thân ái kính chào các bạn.